Vì địa giới vân vân vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiều Thi Ca, vì Thánh Đế Khổ vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì Thánh Đế Tập Diệt Đạo vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của Thánh Đế Khổ vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của thánh đế khổ vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên thánh đế khổ vân vân cũng vô lượng, vì thánh đế khổ vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiều Thi Ca, vì vô minh vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của vô minh vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiều Thi Ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của vô minh vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, vì hư không vô lượng nên vô minh vân vân cũng vô lượng, vì vô minh vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiều Thi Ca, vì cái không nội vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của cái không nội vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của cái không nội vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên cái không nội vân vân cũng vô lượng, vì cái không nội vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiều thi ca, vì chân như vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của chân như vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiều thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của chân như vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiều thi ca, vì hư không vô lượng nên chân như vân vân cũng vô lượng, vì chân như vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiều thi ca, vì bố thí Ba La Mật Đa vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của bố thí Ba La Mật Đa vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiều thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của bố thí Ba La Mật Đa vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên bố thí Ba La Mật Đa vân vân cũng vô lượng, vì bố thí Ba La Mật Đa vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca, vì bốn tịnh lự vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của bốn tịnh lự vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca, thí như lượng của hư không